Dù đã có dấu hiệu phục hồi, song thị trường lao động nước ta vẫn bị chịu ảnh hưởng lớn bởi đại dịch Covid-19. Số liệu của Tổng cục Thống kê cho biết, tính đến tháng 12 năm 2020, cả nước có 32,1 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19, bao gồm người bị mất việc làm phải nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập trong đó 69,2% người bị giảm thu nhập, 39,9% phải giảm giờ làm, nghỉ giảng việc, nghỉ luân phiên và khoảng 14% buộc phải tạm nghỉ hoặc tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh. Khu vực dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19 với 71,6% lao động bị ảnh hưởng, tiếp đến là khu vực công nghiệp và xây dựng với 64,7% lao động bị ảnh hưởng. Tỷ lệ lao động bị ảnh hưởng trong khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản là 26,4%.